Chiều ngày 7 tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh ra quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Trương Văn Quy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Dương Hải đến công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh bổ nhiệm giữ giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh ghi nhận những nỗ lực cố gắng của đồng chí Trương Văn Quy để luôn hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Trương Văn Quy tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm công tác cùng với Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành Tài nguyên và Môi trường, tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Trương Văn Quy hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.